Tối ngày 10 tháng 5, tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, hàng nghìn nghệ sĩ đã được huy động cùng màn trình diễn ánh sáng hiện đại rực rỡ trong buổi tổng duyệt quy mô trước lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra ngày 12 tháng 5. Lễ khai mạc SEA Games 31 với chủ đề Cùng tỏa sáng, Let's Shine, cũng là tiêu đề bài hát chính thức của SEA Games 31, là khát vọng thể hiện nội lực trong sự tương đồng và khác biệt của văn hóa các nước Đông Nam Á, kêu gọi tình đoàn kết, chia sẻ để kiến tạo một cộng đồng bền vững trong bối cảnh thế giới đang đứng trước những biến động và thử thách lớn lao. Chủ đề thể hiện một Việt Nam chủ động, kết nối và truyền cảm hứng, lan tỏa đến các nước trong khu vực Đông Nam Á trong bối cảnh thế giới đang gặp nhiều biến động lớn. Hãy đến đây với chúng ta sẽ cùng nhau tỏa sáng và thể hiện sức mạnh của tình đoàn kết, thái độ cầu thị và yêu chuộng hòa bình, giữ vững ổn định chính trị trong khu vực Đông Nam Á. Đây là thông điệp mà chương trình khai mạc SEA Games 31 muốn nhấn mạnh bằng nghệ thuật biểu hiện. Chương trình không chỉ nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh Việt Nam, mà còn thể hiện một tâm thế chủ động hội nhập và sáng tạo, đóng góp và gánh vác cùng cộng đồng quốc tế và vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn. Cùng theo thông tin từ ban tổ chức, chương trình sẽ bao gồm 3 phần. Phần mở màn, Việt Nam thân thiện. Phần thứ hai, Đông Nam Á mạnh mẽ. Và phần kết thúc, Đông Nam Á tỏa sáng. Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam sẽ tuyên bố khai mạc SEA Games 31 Việt Nam 2021. SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 23 năm tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố lân cận. Đại hội có sự góp mặt của 11 đoàn thể thao khu vực Đông Nam Á, tổ chức 40 môn thi với 526 nội dung.